Dễ thương quá. Rồi rồi rồi, ok, mấy đứa chờ anh từ từ. Anh sẽ dẫn mấy đứa đi ăn chả lem. Anh Khoai Tây và Cam Cam xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào mừng các bạn đã trở lại với một tập nữa của Toy Station với chủ đề Shopkins. Một trong những đồ chơi hấp dẫn nhất mà Cam Cam thích đó chính là Shopkins. Không biết các bạn nào nghĩ giống Cam Cam không ta? Ở trong tập ngày hôm nay thì anh Khoai Tây sẽ giới thiệu với các bạn một playset của Shopkins rất là cool. Đó là một cái tủ lạnh Shopkins được sản xuất từ đợt Shopkins Season 2. Nhưng mà tuy là không có liên quan cho lắm, nhưng mà hôm nay anh Khoai Tây cũng sẽ mở luôn 6 pack của Shopkins Season 5. Ở một tập trước thì anh Khoai Tây và Cam Cam cũng đã mở những bản Shopkins Season 5 này, nhưng mà chỉ mới mở có hơn nửa thùng thôi. Và anh Khoai Tây có nói là anh sẽ để dành những bạn này để mở sau, cho nên là hôm nay anh sẽ mở nốt luôn những bản Shopkins Season 5 này. À, vậy là hôm nay mình vừa được chơi một cái playset Shopkins mà còn được mở những bản Shopkins bất ngờ nữa. Đã quá. Mình tiến hành thôi anh Khoai Tây ơi. Ok, vậy thì Cam Cam hãy đứng qua một bên nha. Anh Khoai Tây xin giới thiệu với các bạn, đây là một bộ playset Shopkins có tên là So Cool Fridge, có nghĩa là một cái tủ lạnh mát rượi. À, cái bộ tủ lạnh này nó còn có đi kèm với lại cả 35 cái stickers để chúng ta có thể dán trên đầy cái tủ lạnh luôn. Ý ôi, bên trong còn có mấy bạn Shopkins mini nữa nè, hình những bạn quả trứng. Wow, dễ thương chưa? Mấy bạn quả trứng nó giống mèo anh ơi, dễ thương quá. Còn đây chính là hai bạn exclusive Shopkins, là hai bạn Shopkins độc quyền chỉ có thể kiếm thấy ở trong bộ đồ chơi này thôi. Còn đây là mặt sau của bộ đồ chơi. Wow, cái tủ lạnh này quá đã luôn, có rất là nhiều chỗ để mà chúng ta trưng Shopkins nè. Rồi còn có một cái máy làm đá nữa, push, pop and drop. Chắc là vui lắm đây. Rồi, không chần chừ nữa, anh sẽ mở bộ đồ chơi này ra luôn. Và đây là tất cả những gì mà chúng ta có trong bộ playset này. Đầu tiên là hai cái giỏ Shopkins nhỏ nhỏ xinh xinh. Hai cái giỏ này được làm bằng một chất liệu cao su rất là mềm và có dòng chữ Shopkins in nổi ở trên đây. Và vì bộ playset Cool Fridge này là thuộc Shopkins Season 2, cho nên là những cái giỏ này nó sẽ có màu tím. Ngoài ra thì ở đây anh cũng có một cái giỏ màu xanh, nhưng mà cái giỏ màu xanh này thì nó sẽ là thuộc Season 1. Anh đã từng mở một lần ở trong bộ playset Bakery rồi, còn những season khác thì anh sẽ cập nhật sau. Chúng ta cũng có một cái ly và rất là nhiều hình sticker Shopkins. À, một chút nữa thì anh sẽ dán những sticker này lên cái tủ lạnh. Và còn đây là hai bạn Shopkins đặc biệt. Ở bên phải chính là Suzy Soda, còn bạn ở bên trái là Strawberries and Cream. Đây là hai bạn Shopkins đặc biệt của bộ playset này. Hai bạn này có một cái màu trong suốt rất là đẹp. Quá hay luôn á. Bây giờ chúng ta hãy khám phá xem bên trong chiếc tủ lạnh này có cái gì nha. 1, 2, 3, ta-da. Wow, ngay bên hông cánh cửa luôn. Đây là những bạn trứng, trời ơi, dễ thương quá. Chúng ta có thể gỡ cái ngăn này ra như vậy. Đây chính là những bạn mini Shopkins, những quả trứng baby. Quá dễ thương. Wow, gỡ ra được luôn như vậy nè. Nhiều quá. Chúng ta có 6 quả trứng tổng cộng, và mỗi bạn quả trứng này thì có một cái nét mặt biểu cảm riêng rất là vui. Bạn này đang cười nè, còn bạn này giống như đang ngáp vậy đó, dễ thương quá. Mấy bạn này nhìn giống như là Cam Cam mini vậy đó anh. Anh sẽ gắn cái ngăn đựng trứng này vào lại như thế này. Đó. Chúng ta còn có một cái cần gạt ở đây nữa nè. Một cái bập bênh để cho những bạn shopping của chúng ta chơi rất là vui. Ở dưới đây là cũng là một cái ngăn trống có thể gỡ ra được luôn. Còn đây là một cái khu vực chính của tủ lạnh, rất là nhiều ngăn và rộng rãi, có thể để các bạn Shopkins ở trong đây. Và tất nhiên là những cái ngăn này chúng ta đều có thể gỡ ra được và thay đổi vị trí, giống như là tủ lạnh thiệt vậy đó. Rất là hay. Nhưng mà bây giờ anh sẽ tạm là để lại vị trí cũ. Và ở dưới đây chúng ta cũng có một cái ngăn nữa. Cái ngăn này thường là tủ lạnh thật sẽ là để rau củ. Rất là nhiều không gian để tất cả những bạn Shopkins khác. Và ở bên đây cũng vậy. Thêm một cái ngăn nhỏ nữa. Siêu hay. Còn ở bên tay trái này là một chiếc máy làm đá rất là đặc biệt. Anh sẽ dùng cái ly này để thử làm đá nha. 1, 2, 3.
quá. Ủa, đây là mấy bạn The Rosary Gang mà, sao kỳ vậy? Anh khoai tây giỡn thôi, à, đây là những bạn The Rosary Gang chứ không phải là Shopkins. Nhưng mà anh thấy hai bạn viên đá này rất là hợp, cho nên là anh đã bỏ vào cái ngăn trên như thế này. Và khi nhấn nút ở đây thì hai cục đá này sẽ rớt xuống. Ta-ta, ủa, rớt ra ngoài rồi. Làm lại. Đấp. There you go. Và tất nhiên là chúng ta có thể làm tương tự với những bạn Shopkins khác. Anh sẽ cho vào đây, đóng cửa lại. 1, 2, 3. Ta-ta. Còn bây giờ anh sẽ dùng những cái stickers này để trang trí cho cái tủ lạnh Shopkins của chúng ta. Bắt đầu thôi. Một cái tủ lạnh đã được dán đầy stickers. Ha các bạn thấy như thế nào? Anh khoai tây ơi, anh còn quên cái gì không? Hả? Anh quên gì em Cam? Thì mở những bạn Shopkins bất ngờ nè. Đúng rồi, còn rất nhiều bạn Shopkins bất ngờ, anh sẽ mở luôn. Ở đây anh có tổng cộng là 6 pack Shopkins Season 5 và toàn là những bạn Shopkins bất ngờ. Không biết là lần này mình có được bản siêu hiếm nào nữa không anh khoai tây ha? Làm sao mà mình có thể biết trước được, nhưng mà tất nhiên là mình sẽ luôn luôn hy vọng. Rồi, bây giờ anh sẽ mở phát đầu tiên. Đây là danh sách của Shopkins List, tất cả những bạn Shopkins Season 5. Và anh đã giới thiệu rất là kỹ ở trong tập trước rồi. Bạn nào chưa xem thì hãy bấm vào đường link ở bên dưới phần description. Hai bạn Shopkins bất ngờ đầu tiên của ngày hôm nay, không biết là ai đây? Đây là bạn Mandy Mouse, một bạn Petkins. Ở tập trước thì anh cũng đã mở được một phiên bản màu khác của bạn Mandy Mouse này, đó là phiên bản màu nâu. Bạn này hình như là một cái bánh mouse mà lai tuần lộc vậy đó. Rất là dễ thương. Đây là bạn tiếp theo. Còn đây là một trong những bạn Shopkins yêu thích nhất của anh khoai tây. Đó là bạn Dolly Donut, phiên bản màu hồng. Rất là dễ thương. Bạn này là một cái bánh donut. Và đúng hơn là bạn này là một petkin, một cái bánh donut lai với một chú cún con rất là dễ thương. Đây là pack tiếp theo. 1, 2, 3. Được một bạn siêu hiếm rồi. Đúng rồi Cam Cam ơi, đây là bạn Strawberry Kiss. Bạn này có một cái chấm màu đỏ, tức là siêu hiếm, ultra rare. Ở season 5 này thì những bạn siêu hiếm sẽ có một cái móc ở trên đầu để chúng ta có thể móc vào cặp hoặc là vào chìa khóa chẳng hạn. Hay quá. Mới mở có 2 pack là 4 bạn Shopkins thôi mà đã được một bạn siêu hiếm rồi. Mình quá Cam Cam ơi. Bạn này chính là Tasty Toast, một cái bánh mì sandwich Petkin. Bạn này thì anh cũng đã mở được ra ở trong tập lần trước rồi. Quá là dễ thương luôn. Bây giờ anh sẽ mở một lúc ra 2 pack luôn. Đây là bạn Ollie Orange Cake, một cái bánh kem vị cam. Bạn này thì có những cái chi tiết, những cái múi cam, những cái vỏ cam ở trên đầu rất là đẹp. Anh cũng đã mở ra ở tập trước nhưng mà là một cái phiên bản màu khác. Dành cho những bạn nào chưa biết thì mỗi bạn Shopkins của chúng ta sẽ thường có 2 phiên bản màu chính thức. Ví dụ như bạn Ollie Orange Cake này á thì sẽ có một cái phiên bản màu vàng nè, tức là đây. Ngoài ra thì bạn này cũng sẽ có một phiên bản màu hồng này nữa. Hai bạn này về chi tiết bề ngoài thì sẽ giống nhau y hệt, nhưng mà chỉ có khác là màu sơn thôi. Và tất cả những bạn Shopkins khác cũng sẽ tương tự như vậy. Nhưng mà cũng có một số những trường hợp rất là đặc biệt. Một số rất là ít những bạn Shopkins sẽ có trên 2 phiên bản màu. Đây là bạn Britney Brownie. Và anh cũng đã từng mở được phiên bản thứ 2 của bạn này. Như vậy là có cặp rồi. Ta-da!
Còn đây là bạn Dennis Bat, một cái vợt tennis. Bạn này là thuộc trong nhóm sport, nhóm thể thao. Từ nãy tới giờ là mình mở ra được những bạn shopping đồ ăn không? Đây là bạn shopping thuộc nhóm sport đầu tiên mà mình mở ra được. Bạn Dennis này rất là đẹp luôn. Ở trên tay còn cầm một chiếc banh tennis nữa nè. Thêm một bạn từ nhóm thể thao nữa, bạn này là Grace Baseball Bat. Bạn này thì cũng với phiên bản màu này anh đã mở được ở tập trước rồi. Đây là hai pack shopping cuối cùng của ngày hôm nay. Một, hai, ba, voila. Chúng ta cũng có thể nối được những chiếc hộp này lại với nhau thành như vậy. Xem bốn bạn cuối cùng này sẽ là ai nào. Wow, bạn này đẹp quá. Đấy là bạn Cup và Coco. Bạn này ở trong nhóm Sweet Treats, là những món ăn ngọt ngào. Bạn này là một ly cacao nóng. Cacao tràn hết ra ngoài luôn nè. Nhìn rất là dễ thương và cũng rất là hấp dẫn. Anh khoai tây cũng thích nhất là sô-cô-la với lại cacao đó. Đây là bạn Creamy Cookie Cupcake, một bạn cupcake màu tím rất là dễ thương. Bạn này có một cái bánh cookie ở trên đầu nè, nhìn rất là dễ thương. Còn đây là bạn Mike Rofone, bạn này thì anh cũng đã mở được cả hai phiên bản màu rồi, coi như là bị trùng. Và đây là bạn shopping cuối cùng, không biết là bạn nào đây. Và bạn này là Penny Wishing Well, một bạn shopping hình cái giếng ước nguyện, phiên bản màu hồng và có cái máy hiên màu tím. Và bây giờ anh sẽ bỏ những bạn shopping đồ ăn vào tủ lạnh. Còn những bạn còn lại thì anh sẽ tạm cất vào cái ngăn ở dưới đây. Mặc dù là không phải là đồ ăn nhưng mà thôi kệ. Video mở đồ chơi tủ lạnh Shopkins của anh Khoai Tây đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho anh Khoai Tây một like nhé. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ trở lại trong những video thật thú vị về đồ chơi khác. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.